Mặt xuống em ơi. Cái gì không em không gì dính mạnh nữa, lâu quá anh ơi. Ôi. Cá. Thằng ơi, con Phi. Ôi. Cá Phi được chán luôn. Không biết con Phi luôn. Coi nè. Em mến chào cả nhà nha. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay em với đại tử em đi câu cá rồi, có dính không? Chiều về làm món ăn chiều cả nhà ơi. Nay sư phụ em thèm cá Phi về cô chú anh chị ơi. Này đi cầu thử rồi có được con cá Phi nào không, về nấu canh chua ăn. Mời cô chú chị cùng theo chân vợ chồng em xem hôm nay hai chồng em thu hoạch được nhiều không nha. Bữa nay ai câu nhiều thì ăn nhiều em. Ai câu ít thì ăn ít ha. Ai câu nhiều thì ăn nhiều, ai câu ít thì ăn ít. Em hai con là đủ vững chăng buổi chiều rồi đó. Còn em tới 8 con lận á. Em ăn nhiều vậy? Lần quá này thấy cầm đầu xuống rồi đen giác cho nó móc. Nó còn nó. Mặt xuống em ơi. Nên em chọn cái điểm cho lý tưởng nha. Ngồi đây đi. Nay thì tiếp tục em câu với mồi tôm nữa cô chú anh chị ơi. Này nhà qua vuông của bà chị câu. Ê chơi gì chưa gì chơi thọt thọt câu mấy bạn. Bữa nay đi câu ké vuông. Hai chung nhà câu hết rồi cả nhà ơi. Anh hai nói câu ha. Anh hai nói câu nghe. Không nước xâm xong không xâm phạm nó chiến nha. Ai giật trước thì người đó hay nghe. Ok. Cá ơi mày làm ơn mày giết cái cần câu của tao, lữ câu trước dùm cái nghe cá. Đây cần câu này quất trước nè. Trước nghe. Bóng mình bắt cá bóng luôn. Mình nước cái nè. Làm nhẹ nhẹ để đậm nước đi. Thấy không? Thua là chắc à, thấy không? Em mới vô là lụm liền ta. Lụm chứ. Cá bóng đã không? Để không kịp với anh nè, lấy con tôm khác. Cái đuôi nó nhỏ nhỏ, dễ móc. Cá gì nó kì kìa. Cá bóc. Phi ơi, lau đi gác nữa em có Phi. Ôi, dạ, con em ơi. Dính cà Phi.
Cá này sắp tét mép rồi. Cái dây câu em con gì dính mà nó lâu quá anh ơi. Ôi cá phi bị chán luôn. Biết con cá phi luôn. Ôi coi nè. Nè, con đưa gần nè. Ôi làm ăn con cá phi. Nè, con cầm nè. Hết biết con cá phi em ơi, làm ăn cá bị chán luôn. Bật bằng tay xè luôn à. Cá của anh đâu có cửa nào với con cá em. Thôi mà, phe hoài. Em gỡ luôn. Em gỡ hả? Phe hoài em ơi. Không phải phe mà thật sự là con cá em nó bự. Em hên cụi em thôi. Hên cụi mà nó dính con cá gì đây nè. Ủa nó ăn sâu dữ vậy. Anh lại câu trước, cá đi tính gì tính. Cắt anh giật trước luôn á. Con cá thảy vô cái nó chạm cái xô. Bích xô luôn. Dính cho con cá phi nữa. Hay ghê tạ. Cá phi này nó nhỏ hơn con cá phi hồi nãy. Trời ơi. Em mà chứ không phải như anh đâu anh. Cá này nó nhỏ hơn con hồi nãy anh ơi, mà nó cũng uống mà. Còn có là được. Chiều hết sợ không có đồ ăn. Đó, cái đó nhiều đó là chiều thấy có đồ ăn rồi đó. Tới còn chuyện nữa. Ồ, dính. Chính được một em cá phi nữa. Cá phi này nó hơi bự bự hơn cá phi mới dính rồi. Nãy giờ anh có được con một à. Này cá phi không ta. Anh mà câu cái gì anh ơi. Chào quê nha. Chiếu anh dính cá bự nữa cho em coi. Bự cỡ cá em nãy không? Hả? Bự cỡ cá em nãy. Phải bự lên đó anh mới chịu. Lôi thiệt vậy mà nó đúng rồi em hay dữ vậy chứ. Để nó dính nữa chứ. Lôi dữ luôn mà giật lên không biết. Trời. Được một con cá mà cá nhỏ xíu quá chàng. Cá phi cỡ này mình cũng vẫn dính luôn. Dính nữa hay gì em? Trời ơi, thấy người ta. Con cá phi. Thấy người ta giật thì bắt trước hả? Rồi, sẵn sửa cục mồi. Cho anh kéo luôn. Con mồi của em cái nghe. Cho anh đấy. Trơn ngồi luôn rồi. Trời ơi, hai cái thấy chứ. Thằng ơi. Mồi tôm này nó
dễ bị dục mồi á, lâu lắm. Cho mồi của em thấy rồi. Nè nè cho anh biết. Chơi vô anh móc cái là lẹ lắm. Ôi, dính được con cá phi nữa cả nhà ơi, nó lòi hịt hịt vậy, mê quá. Ôi, cá dính con này nữa là mình về anh ơi. Dạ. Về anh ơi. À, câu chút nữa đi hả vậy? Thôi nhiêu đây mình đủ ăn chiều rồi. Coi xem nhiều chưa? Nhiều rồi anh ơi. Dính gỡ mồi ra luôn ạ. À. Em gỡ mồi ra đi, nhiêu đây mình đủ ăn. Thầy này cho cá nó ăn luôn đi. Móc cái lưỡi câu lại gì? Thì sau khoảng thời gian, nói chung câu cái này thì cũng gần 2 tiếng hồ rồi cô chú anh chị. Mà xã anh dính cá này hết biết bự nha. Hết biết con cá phi nha. Cá bằng tay xè luôn. À, như đây thì chiều về đủ vợ chồng con cái ăn nè. Một chút không ấy mình vô chế. Mình hỏi mình xin mấy trái đậu bắp về. Bẻ nó có chưa ăn em à. Ha. Ồ, cái ngò nấu rau tận này được không em? Rau tận nấu chưa được ha? Rau tận về lá bỏ vô thơm lắm. Ờ, rồi vậy thì mình vô mình hỏi chế đi, mình bẻ một ít đậu bắp lên mình về. Mình đảo qua đường này về đúng không? Đảo qua đây đi. Dạ, hai chồng em thì xin chế bẻ ít đậu bắp về về nấu chua. Làm cũng được món ăn chịu rồi. Giờ vợ chồng em hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Rồi vậy em ơi.